Xin chào các bạn, hôm nay Asa Đẹp sẽ hướng dẫn đến các bạn cách để reset cái bàn phím này mỗi khi mà nó xảy ra hiện tượng là đèn vàng nó sẽ báo như này. Đấy. Tức là bàn phím đang không kết nối được với cái không nhận được tín hiệu với đầu USB. Thì lúc này chúng ta sẽ chỉ cần một thao tác đơn giản, đó chính là rút cái đầu USB này ra. Sau đó cắm lại. Lưu ý là cái này chỉ dùng với laptop và máy tính. Khi máy tính báo nhận thì chúng ta sẽ ấn phím FN và F1, ấn giữ này, đến khi mà cái đèn vàng này nhấp nháy một cách nhanh hơn thì chúng ta sẽ để sát lại cái đầu USB, và lúc này bàn phím đã kết nối lại được với cái đầu USB rồi, chúng ta sẽ sử dụng bình thường. Đây là thành quả của tôi. Đó. Một cách rất là đơn giản thôi, anh em chỉ cần nhớ ấn phím, ấn giữ phím FN và F1 để refresh bàn phím. Chúc anh em thành công.